Phật tụng kinh, gắng siêng năng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui sướng mỗi khi con đi lên chùa, đời như thêm trong sáng bên lời kinh. Phật từ bi cứu nhân gian lìa khổ đau. Hôm nay Vu Lan hướng vọng về Phật đài, quỳ trông lên tôn nhan đấng đại hùng đại lực đại từ bi. Phật đài quỳ trông lên tôn nhang đấng đại hùng đại lực đại từ bi. Thành